Sơn Tùng MTP rộ ảnh quý tử đầu lòng, động thái khó hiểu của mẹ nam ca sĩ giữa nghi vấn gây chú ý. Thời gian trước đó, Sơn Tùng MTP dính phải nghi vấn có con cùng hot girl Hải Tú, phía nam ca sĩ không lên tiếng khiến cho sự việc vẫn chưa dừng lại. Mới đây, một bức ảnh được cho là quý tử nhà Sơn Tùng đang được lan truyền. Cách đây vài giờ, trên khắp cõi mạng bất ngờ lan truyền thông tin về con trai của Sơn Tùng, cụm từ con trai Sơn Tùng cũng vì vậy mà lên xu hướng tìm kiếm, thu hút sự bàn tán của cư dân mạng. Cụ thể, trên nền tảng TikTok, một video em bé có đường nét hao hao Sơn Tùng được netizen lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không những vậy, bức ảnh mẹ Sơn Tùng bế một bé trai cũng bị cư dân mạng đào lại. Nghi vấn Sơn Tùng có con trai khiến netizen sôi sục bàn luận, nhưng thực hư sau đó cũng được làm rõ. Được biết, video về một nhóc tì có gương mặt giống nam ca sĩ gốc Thái Bình đã rộ lên vào hồi tháng 5 vừa qua và nay được netizen chia sẻ lại. Thời điểm đó, một tài khoản được cho là mẹ của bé trai này đã lên tiếng đính chính. Thực ra, bà mẹ chỉ quay lại một số hình ảnh của con trai để lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng không ngờ video trở nên nổi tiếng vì nhiều người cho rằng con trai của mình có nét tựa Sơn Tùng. Về hình ảnh, mẹ của giọng ca chúng ta của hiện tại bế cháu, đây cũng là bức ảnh cũ được đào lại và thực hư nhóc tì trong ảnh là cháu nhà người ta mà thôi. Sơn Tùng là một trong những sao nam hot nhất nhì làng giải trí. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thì đời tư của nam ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mối quan hệ của Sơn Tùng và Hải Tú rơi vào tầm ngắm của netizen kể từ khi cả hai đóng chung trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Dù vướng không ít ồn ào tình cảm, nhưng công chúng đều ngầm hiểu Sơn Tùng và nàng thơ đang ở bên nhau. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần bị tóm sống cùng ra vào biệt thự của Sơn Tùng. Cụ thể, hình ảnh bắt được khoảnh khắc Sơn Tùng đã dùng xe máy chở Hải Tú đi mua sắm. Trong những hình ảnh được ghi lại, Hải Tú đã ôm eo chủ tịch rất tình tứ. Sau hơn một năm vướng lùm xùm tình ái, đây được xem là bằng chứng xác thực nhất trước tin đồn Sơn Tùng và Hải Tú có mối quan hệ đặc biệt sau vô số lần cả hai lộ hai hẹn hò. Được biết, trong một lần trả lời với truyền thông năm 2014, Sơn Tùng MTP từng đặt mục tiêu sẽ kết hôn vào năm 28 tuổi. Vừa hay, khoảng thời gian nam ca sĩ vướng vào lùm xùm tình ái với nàng thơ Hải Tú lại đúng vào lúc giọng ca sinh năm 1994 đã ở độ tuổi mà anh từng muốn sẽ được cầm nhẫn đính hôn trao cho người con gái mình yêu. Trước đó, đoạn clip Sơn Tùng trả lời phỏng vấn vào năm 2015, thời điểm mà nam ca sĩ bắt đầu gây bão với loạt bản hit đình đám. Khi được hỏi về cuộc sống sau khi nổi tiếng và con người thật ngoài đời như thế nào, giọng ca Thái Bình mồ hôi rơi đã có chia sẻ khiêm tốn. Rất nhiều người hỏi Tùng cuộc sống có gì đặc biệt không thì Tùng xin phép trả lời là nó vô cùng bình thường, giống như tất cả các bạn ở độ tuổi như Tùng thôi. Thậm chí còn buồn hơn nữa, tại vì khi bước chân vào âm nhạc rồi thì Tùng đâu có thời gian riêng tư nữa, đâu có muốn đi đâu là đi đấy. Dường như khi nổi tiếng rồi thì Tùng làm bạn với bốn bức tường nhiều hơn, ăn uống ở nhà, làm ở nhà, tổ chức sinh nhật cũng ở nhà. Nhưng mình quen với điều đó rồi, bởi Tùng hiểu khi mình được cái này thì sẽ mất đi cái khác thôi. Sau nhiều năm hoạt động, giờ đây Sơn Tùng đã có chỗ đứng riêng vững chắc trong showbiz. Bên cạnh tài năng đã được minh chứng thì ngoại hình ấn tượng cũng là lợi thế giúp nam ca sĩ đến gần với khán giả. Mặc dù trong suốt hơn chục năm hoạt động, Sơn Tùng không ít lần vướng phải những ồn ào liên quan đến âm nhạc lẫn chuyện đời tư, nhưng không thể phủ nhận giọng ca sinh năm 1994 là một màu sắc đặc biệt của nền giải trí Việt. Ngoài ra, Sơn Tùng cũng là một trong những nghệ sĩ góp phần lan tỏa âm nhạc của Việt Nam đến với thế giới.